ra thì câu hỏi này ai cũng hỏi, người nào cũng hỏi, người hỏi nhà nhà hỏi. Nhưng mà bây giờ mình đi đến chính mình phủ nhận á, thì tính của cái không có kiểu mà bây giờ chói thì mọi người lại càng nói một cái nói xạo, mọi người không có tin. Mà bây giờ không có thì làm sao mà nhận, đúng không? Cho nên là mọi người cứ chờ thời gian đi, thời gian sẽ trả lời. Và thích thì cứ đẩy, muốn đẩy thuyền ai cứ đẩy, muốn đẩy với ai cũng được hết trơn. Đẩy với trai đẹp thì mình càng thấy thích hơn nữa, tại vì thấy mình có giá. Thật ra đã được mọi người biết đến, được mọi người yêu thích thì mọi người đẩy thuyền đó là chuyện bình thường thôi. Thì mà đẩy với những trai đẹp, ví dụ như anh Lê Nguyễn Phát nè, Dương Tuấn Kiệt nè, anh Trung nè, những người đẹp trai không, thì điều đó hãnh diện. Thì nói chung là Phúc Ca vẫn cứ như vậy, vẫn cứ là mình cuộc sống của mình mà mình chỉ sống được một lần trong đời này thôi, cho nên là mình có sao thì mình cứ sống như vậy, mình phải giấu giếm chỉ cho mệt, nhưng mà có thì sẽ khui, còn có thì thôi. Nhưng mà Phúc nói là như thế, nhưng mà kiểu mọi người trêu nhiều quá có làm cảm thấy ngại không, là khi gặp nhau ở bên ngoài? Ngại đó thì cũng có ngại đó, tại vì dù gì cũng là anh chị em đồng nghiệp với nhau, tới khi là mình bị ghẹo nhiều quá thì đi chung chương trình rồi này kia thì bắt đầu cũng cảm thấy hơi ngại ngại, tại vì mình không có gì với nhau mà cứ chọc hoài thì mình sẽ ngại. Còn nếu như một người đó là chị em với mình đó thì mình không ngại, còn người đó là một người cũng là con trai, cũng là đàn ông thì mình sẽ cảm thấy rất là ngại. Thực ra thì bây giờ mình người ta đã đồn vậy mà mình đúng chính á, thì người ta nói mình xạo. Mình đâu có thể nào mình đi nấu từng món để mời từng người ăn để mà chứng thực cái điều đó, đúng không? Nhưng mà nếu mà mọi người muốn biết thì mọi người có thể hỏi là Quang Trung nè, Minh Dự nè, Hải Triều nè, những người đã từng qua nhà để Phúc Ca có thể nấu cho mọi những người Quang Trung, Hải Triều, Minh Dự ăn những bữa ăn rồi. Cho nên là muốn xác thực thì cứ gọi điện thoại hoặc nhắn tin trực tiếp vô Facebook hỏi mấy người đó là Phúc Ca có biết nấu ăn không nha. Em thì tại cũng may mắn là mẹ em nấu ăn rất là giỏi, mẹ em nấu ăn rất là ngon luôn. Thật ra mẹ ai, người nào cũng cảm giác mẹ mình nấu ăn ngon đúng không? Em cũng vậy. Cho nên là em có cái gen từ mẹ, cho nên mẹ em nấu ăn chắc cũng được 8 điểm. Em nghĩ là phụ nữ thì phải biết nấu ăn chứ. Tại vì bây giờ có rất là nhiều đàn ông biết nấu ăn, đàn ông người ta nấu ăn rồi rất là giỏi, như anh Charlie, một đồ bếp cực giỏi, cực xịn như vậy. Thì bây giờ mình là một phụ nữ thì mình cũng phải biết nấu ăn. Ít dầu nhiều gì mình cũng phải biết xuống bếp nấu một nồi cơm, bắt một nồi cơm nấu một tô canh, hoặc là kho một miếng cá, chiên một miếng cá. Nói chung là phải biết làm một bữa ăn, dù một món hai món gì cũng được, nhưng mà cũng phải biết. Tại vì mẹ có quan điểm và dạy của em là một người phụ nữ, nếu mà muốn giữ được gia đình hạnh phúc á, thì ngoài cái chuyện mà xinh đẹp giỏi giang ở ngoài ra thì còn phải biết nấu một bữa ăn để cho chồng có thể hiểu chồng được. Trong năm nay, từ đây đến cuối năm thì Phúc Ca có hai dự án của riêng mình để có thể ra mắt đến khán giả. Nhưng mà bây giờ thì chưa bật mí được từ khi nào mà mình đang gọi là mang thai mà thai ngén từ từ, chừng nào mà sắp sanh á, đến tháng thứ 9 của chu kỳ á, xong rồi mình sẽ thông báo với mọi người.